Chào các bạn, mình là Sơn. Và ở trong phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hiển thị chi tiết một câu hỏi. Ví dụ như khi các bạn hỏi là có một cái câu hỏi đó là bạn thích màu gì chẳng hạn, thì khi mà bấm vào đấy nó sẽ hiển thị ra chi tiết hai đáp án và các bạn có thể tùy chọn chọn cái đáp án nào. Thì đầu tiên thì mình sẽ run server lên để mà chạy cho các bạn thấy được nó chi tiết hơn một chút. Ok, mình sẽ truy cập vào phần admin. Đó, đây là cái phần admin. Thì ở đây này, ở trong cái phần câu trả lời này, mình sẽ thêm vào một số cái câu trả lời. Ví dụ như là câu trả lời này thuộc câu hỏi nào? Thuộc câu hỏi số 4 chẳng hạn. Mình sẽ xem lại một chút là cái câu hỏi số 4 nó là cái gì nhá. Question này. Câu hỏi số 4. Đây, câu hỏi số 4 là bạn thích màu gì? Mình sẽ có hai đáp án, đó là màu đỏ này. Lưu lại. Mình sẽ thêm một cái câu trả lời nữa vào câu số 4. Một cái là màu xanh đi. Đó. Tiếp theo là mình sẽ thêm tiếp câu trả lời vào câu hỏi số 5. Mình sẽ xem một chút là cái câu hỏi số 5 nó là cái gì. 5 đây. Bạn ở đâu đúng không? Ví dụ như là ở Việt Nam. Ngược lại. Thêm một câu nữa. Nhật Bản. Được ạ. Ok, thì như vậy là mình vừa thêm vào ở đây một số những cái câu câu hỏi và câu trả lời. Được chưa? Thế thì bây giờ mình muốn là khi mà mình truy cập vào cái nít này này, nó hiển thị ra bạn thích màu gì. Và mình bấm vào cái bạn thích màu gì thì nó hiển thị ra cái giao diện để mà hiển thị ra được cái danh sách câu trả lời. Thì vậy là mình sẽ làm thế nào? Ok. Thì đầu tiên đó là ở trong cái phần view này này, mình đã hướng dẫn cho các bạn về function by view. Đây chính là cái function, đây là một cái hàm thôi, define ra một cái function, một cái hàm. Được chưa? Và cái hàm này thì nó làm nhiệm vụ là trả về một cái view thôi, một cái template thôi. Bây giờ mình sẽ định nghĩa thêm một cái hàm nữa gọi là hàm xem chi tiết chẳng hạn, thì detail view chẳng hạn. Cái hàm này cũng truyền vào một cái request. Và ở trong cái request này thì rất là đơn giản thôi. Mình sẽ chạy thử cái đoạn code để mà mình cho các bạn biết được là làm sao để mình lấy ra được một cái câu hỏi bất kỳ. Thì ở đây mình sẽ có dùng cái Python này, Manager Cell, nó đã hỗ trợ cho mình sẵn cái cell, mình cũng đã từng sử dụng nó cho các bạn xem rồi. Và bây giờ mình sẽ test đoạn code này xem nó có chạy ok theo đúng cái mình nghĩ hay không. Được chưa? Đầu tiên là mình sẽ cần phải import vào from pool app chấm model, mình import vào cái question, question. Ok, cái question này nó ở đâu? Nó ở trong cái model này này. Thế nên là mình import vào cái question này thôi, để mà nó cái cell của mình nó hiểu là cái question là cái gì. Và bây giờ mình dùng cái question này này, mình khai báo một biến a bằng bằng cái question này. Được chưa? Chấm object thêm s nhá, chấm chấm get. Bây giờ mình giới thiệu cho các bạn một cái hàm get. Cái hàm này thì nó truyền vào một mình cần get theo cái điều kiện gì đó, get theo cái khóa chính bằng 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 4 chẳng hạn. Các bạn có thể bằng 1 nhưng mà mình vừa xóa cái bằng 1 đi rồi nên nó báo là không tồn tại này, not exist, không không có. Được chưa? 4 hoặc bằng 5 bởi vì trong database của mình có một cái 4 một cái 5 mà. Đó, ấn cái A ra, được chưa? A.id này, đó 5 này, A.question tag. Đó, bạn ở đâu đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ a.choice set.all no attribute choice set. Cái chữ này mình viết sai. Ở trong cái phần model này này, choice C đúng không? Choice. Đó, chỗ này mình viết sai. Cái chữ choice này này, nó thay bằng cái chữ choice ở đây và viết thường hết. Và cái chữ set này là nó giống như kiểu là một cái cú pháp ấy, để mà các bạn có thể lấy ra được những cái thứ liên quan đến cái thằng A. Ok, mình sẽ sửa đây thành chữ C. Đó, các bạn nhìn chưa? Thì nó trả về một cái query set gồm có 5, 6 này. Và bây giờ thì mình sẽ gán cho cái choice set này bằng biến B, bằng cái choice set này. Chờ. Và B chấm chấm cái gì? Đây, chấm chấm choice text này. Đó.
Bởi vì là nó có rất là nhiều giá trị đúng không? B thứ 0 chấm choi tách đó, các bạn thấy chưa? Việt Nam này. B thứ thứ 1 chấm choi tách là Nhật Bản. Đó. Thì cái vấn đề ở đây là như thế nào? Vấn đề ở đây là khi mà mình lấy ra được một cái câu hỏi, một cái question. Đâu rồi? Khi mà mình lấy ra được một cái question bằng cái câu lệnh đây. Bằng cái câu lệnh này. Question.objects.get với cái khóa chính bằng 5. Mình có thể lấy ra được các cái câu hỏi à các cái câu trả lời thuộc cái câu hỏi này. Đây là câu lựa chọn nhá, đúng không? Và đây là câu hỏi đúng không? Mình lấy ra được câu hỏi rồi thì mình có thể lấy ra được các cái đáp án của nó, được chưa? Giống như kiểu là mình lấy ra được câu hỏi bạn ở đâu thì mình lấy ra được dữ liệu là ở Việt Nam và Nhật Bản. Và bây giờ mình ứng dụng cái điều này để mà làm cái website của chúng ta thì như thế nào? Mình sẽ exit cái cell này ra. Thì ở phần view này này, mình sẽ truyền thêm cho đây là một tham số, đây là question ID. Được chưa? Đây chính là cái ID mà mình sẽ lấy về. Cái ID này chính là cái ví dụ như mỗi một câu hỏi như ban đầu mình bảo ấy, thì khi mà mình tạo ra một cái model như này có hai trường thì nó sẽ tự động thêm cho mình một cái trường gọi là trường ID khóa chính và nó tự động tăng lên một đơn vị. Đúng không? Thì mình phải có cái ID đó thì mình mới lấy được ra dữ liệu này. Được chưa? Thế thì bây giờ mình truyền vào cái question ID này để là cái detail view này là chính là cái view để xem chi tiết những cái câu hỏi đúng không? Thì bây giờ chúng ta có ID chúng ta mới xem được chi tiết đúng không? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lấy dữ liệu ra này. Thì rất là đơn giản thôi. Question đúng không? Chấm op Jack chưa? Chấm get. Get cái gì? Get cái có khóa chính bằng cái question ID này. Chưa? Đó, mình cho nó vào một biến gọi là đây là quy chẳng hạn là question. Sau đó thì mình làm gì? Sau đó thì mình truyền cho cái quy này ra ngoài giao diện để mà nó hiển thị ra. Thì mình sẽ tạo thêm một cái template nữa để mà hiển thị nó ra. Được chưa? Mình sẽ tạo thêm một cái template nữa. Đây là detail question. Mình sẽ copy nó na lá này một chút và sửa lại thôi. Được chưa? Đây. Cũng kế thừa từ cái base. Được chưa? Và sau đó thì ở đây cái block này này. Mình sẽ làm gì? Nếu mà cái question đấy nó tồn tại, được chưa? Ví dụ như nếu mà cái query question đi, query nó tồn tại thì chúng ta sẽ làm một cái việc gì đó ở đây. Được chưa? Còn nếu không ấy thì chúng ta bảo là không có. Câu hỏi này không tồn tại. Được chưa? Đó. À, hay là thế cũng được. Thực ra thì nếu mà cái question này tồn tại, nếu mà nó không tồn tại thì nó sẽ báo lỗi ngay ở trong cái phần view này rồi. Đó, nó sẽ báo lỗi ngay ở đây rồi. Nhưng mà mình sẽ sửa một chút vậy. Bỏ luôn cái L đi, ít thôi. Nếu mà cũng chả cần đâu, thực ra thì cũng chả cần đâu, nhưng mà mình cứ cho vào. Nếu mà cái QS này tồn tại ấy, thì cái QS này là cái gì? Cái QS này là ở bên đây. Mình sẽ render. Truyền vào cái request. Request truyền vào một cái gọi là template suộc detail question được chưa chấm html ok question đúng rồi có sai chính tả không không rất nhiều bạn có sai chính tả đấy nhá phải và mình truyền cho nó một mình truyền một kiểu khác một chút cho bên trên là mình khai báo một cái dictionary ở trên với đây mình khai báo thẳng trực tiếp vào đây luôn một cái tên là QS có cái tham số là cái thằng Q kia được chưa có nghĩa là mình truyền cái câu hỏi này xuống dưới cái thằng template này và bây giờ ở phần template mình in ra thôi ở cái question list ở đâu nhầm detail đây mình in ra kiểu gì đơn giản là dùng vòng vòng for bởi vì sao tại sao lại dùng vòng for bởi vì là một câu hỏi thì sẽ có rất là nhiều cái câu một câu hỏi thì sẽ một cái
cái câu hỏi, ví dụ như bạn thích màu gì thì sẽ có rất nhiều câu trả lời, ví dụ đỏ, vàng, xanh, tím gì đấy, đúng không? Như vậy là mình sẽ phải dùng một cái vòng for. Item in in cái gì? In qs chấm choice set, cái choice set này chấm chấm all. Lý do là mình ở trong cái template ấy, ở ngoài Python thì mình vừa gọi cho các bạn xem cái hàm đây này, a chấm choice set chấm all này này đó. Và bây giờ cái a này là cái gì? Cái a này là một cái đối tượng question hay là một cái model, tùy tùy theo cái website của bạn, được chưa? Thế nhưng choice set này chính là cái đây này, cái mối quan hệ của nó đây này, chờ question này đó, choice này chưa, được chưa? Thì cái này viết thường xuống nhá, question này đó. Ok, thì ở đây đâu rồi, đây all, mình không có cái ngoặc ở đây bởi vì đây là template thì các bạn không có cái ngoặc cả, được chưa? Thì cái điều này nó tương tự với cái việc mà các bạn gọi cái hàm này ở trong Python này đó. Rồi and for for, và sau đó là ở đây thì mình in ra thôi, in ra là item chấm cái gì, đây model view này, à model đâu, item đây chấm chấm choice text ở đây, chấm choice text ở đây, được chưa? Như vậy là mình đã viết xong cái template cho cái thằng để mà hiển thị chi tiết một cái câu hỏi nào đó. Và bây giờ thì ở trong cái phần view này, đây ở trong cái phần view nó có request là question ID ở đây này. Mình sẽ phải liên kết cái phần view này này với cái phần URL ở đây, được chưa? Thì mình sẽ viết thêm một cái nữa, pass. Đấy, nó cứ lặp đi lặp lại cái quá trình như vậy, các bạn làm vài lần là quen đấy mà. Được chưa? Đây là detail suộc, đây suộc một cái gọi là int, int 2 chấm question id, được chưa? Đó thì cái question id này nó tương tự với, nó phải giống hệt với cái bên này này, bên view này này, question id này này, Ctrl C. Sang bên đây, ở đâu, ở đây Ctrl V vào đây đó, để cho nó giống thế, được chưa? Phải views chấm chấm view detail view đây, nó phải name bằng detail. Ok, rồi không có vấn đề gì đúng không, thêm nó phải vào đây đó. Và sau đó thì mình sẽ hiển thị cho các bạn xem cái này nhá, question id này. Ok, detail mình sẽ run server, Python manager run server, được chưa? Thậm chí là các bạn có thể run ở trên cổng khác được, 192 chấm nhầm 127 chấm 0 chấm 0 chấm 12 chấm cổng 6000 đi, được chưa? Không nhất thiết là phải cổng 8000 nữa. Ở đây nó báo như vậy bởi vì là mình chưa vào admin được không? Maybe new address. Cái cổng này là có vấn đề ấy. Bình thường mình vẫn run ở trên đây được. Starting, à nó bảo cái gì đây? À, nếu mà muốn run như này thì các bạn phải cài đặt trong phần setting thì nó lằng nhằng. Từ từ. Thế thì mình sẽ tạm thời là không khác biệt một chút. Và sau này khi mà các bạn học đến cái phần cài đặt phần cái file cấu hình đây này thì mình sẽ nói cho các bạn là làm sao để mà cấu hình cái điều này, được chưa? 6000 run server. Ok. À, lỗi gì ta? Rồi. Pool pool này. Mình sẽ phải vào cái phần gọi là phần gì, xem cái link này mình vừa viết. Đây, detail đúng không? Suộc. Detail suộc 4 chẳng hạn. Lỗi. Detail view dot return HTTP JSON, nó return một cái nan instance. Ở cái detail view này này nó lại không return về một cái HTTP JSON. À, ở đây chưa có return. Rồi. Đó.
Đấy chưa? Cái skill đọc lỗi là một cái skill mà các bạn phải luyện tập ấy, chứ không đơn giản đâu. Các bạn nhìn chưa, nó hiện ra chữ đỏ xanh này. Và bây giờ để mà nó đẹp hơn một chút thì mình sẽ sửa sửa trong cái phần phần detail này. Đây, cái lựa chọn đây, mình sẽ in nó ở trong một cái UN. Đó, li đi. Nóng cái UN này lại. Và cái này là một cái li. Rồi nhét cái này vào trong đây. Đó, mình sẽ kết hợp giữa Python, cái này gọi là cú pháp của Jinja 2 và code HTML một cách rất là linh hoạt, được chưa? Lỗ lại này, các bạn nhìn thấy đỏ xanh chưa? Đó, và bây giờ thì mình sẽ cho cái đỏ và cái xanh này thành một cái radio button. Radio, nó là một cái thẻ A đi. À thôi, không thẻ A, mà nó là một cái thẻ input, được chưa? Cái tag của nó bằng radio, cái venue của nó thì bằng cái này đó. Và bây giờ mình nốt lại trang, bây giờ thì nó thành hai cái nút như vậy rồi, đúng không? Bây giờ ấy thì mình sẽ làm nó thêm một chút nữa, đó là mình cho nó cái text vào đây cạnh cái thẻ input này, cho một cái text in ra, đó là dùng cái cú pháp in của Python thì nó in luôn cái item cho text ở đây. Đó, thậm chí là cái chỗ này mình in ID, venue và ID thôi. À, các bạn có thể ấn Ctrl U để mà xem code nó in ra gì nhá. Đó, các bạn nhìn chưa? ID, venue bằng đỏ này, venue bằng xanh. Nhưng mà mình sẽ để cái venue này nó là cái ID của cái câu trả lời đó. Được chưa? Các bạn hình dung ra chưa? ID nhá. Ban nãy là mình chuộc admin cho các bạn xem này. Mỗi câu trả lời này nó sẽ có một cái ID 6543 gì gì ấy. Đó, mình sẽ lấy cái ID đấy hơn, chứ không lấy đỏ xanh này, nó xử lý khó. Được chưa? Thì ở đây là ID này, và in ra cho text ở đây. Nốt lại. Không view xuống nữa. Nốt lại. Các bạn nhìn chưa, đỏ xanh. Đó, đỏ xanh. Thế nhưng mà bây giờ mình muốn là người dùng chỉ được chọn một đáp án thôi thì sao? Thì các bạn cho nó vào trong cái form là được. Được chưa? Detail, ok, mình sẽ nhét nó vào một cái form. OLLI này, nhét nó vào một cái thẻ thẻ form form này. New lại. Ok. Mình sẽ cho một cái loop gọi là loop submit. Chính là một cái thẻ input nữa. Để nó xuống dòng thì mình cho nó thẻ vào trong cái thẻ P để nó cách nhau một dòng đi. Thẻ P nó hiển thị dạng block. Ok, thì mình sẽ cho nó cái type bằng submit. Và cái venue vào đây là chữ gửi chẳng hạn. Lưu lại. Lỗ lại. Rồi bây giờ mình đã có bấm bấm bấm. Nhưng mà cái radio button này nó lại chỉ chọn được một cái mà nó không chọn được cái còn lại này, thì nó gặp một số cái vấn đề. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh một chút, mình chỉ cần thêm cho nó một cái thuộc tính name bằng choi chẳng hạn. Thì khi mà mình load lại trang web ấy, load lại chọn chọn đó, các bạn nhìn chưa, nó có một cái lên phát mà nó chọn được hai cái luôn, bỏ cái lên phát nó chọn nhiều cái đó, thấy chưa? Ok, và khi mà mình bấm gửi thì nó sẽ gửi dữ liệu lên. Hiện tại nó đang theo kiểu get này này, nên nó hiển thị lên trên đây. Và ở những cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để bắt được, làm sao để mà chúng ta như thế này, làm sao để mà chúng ta từ cái danh sách này, đây không phải, phải là từ cái gì nhỉ, đầu URL, list, được chưa? Làm sao để chúng ta từ cái list đó. Bạn thích màu gì, bấm vào các bạn thích màu gì thì nó sẽ ra cái câu hỏi cái view detail của mình. Đi detail. Đó, nó sẽ ra bạn thích màu gì, nó ra đỏ và xanh, và các bạn chỉ việc chọn đỏ hay xanh và gửi lên server. Và nó sẽ hiển thị cho các bạn kết quả. Thì ở cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái điều này. Và ở trong cái video này thì mình muốn tổng kết lại cho các bạn như sau. Thứ nhất, đó là mình muốn làm ra một cái view để mà hiển thị chi tiết một cái sản phẩm, đúng không? View thì mình sẽ viết một cái hàm
Được chưa? Cái hàm này sẽ có một tham số chính là cái question ID này. Và cái question ID này thì mình sẽ bắt lấy dữ liệu cái question ID này từ đâu? Từ cái đường dẫn của mình URL ở đây. Mình cho thêm nó một cái kiểu in question ID. Được chưa? Đó. Và sau đó thì sao? Và sau đó thì mình cái question ID này nó phải trùng tên với lại cái tham số ở đây để nó mới hiểu được. Và mình sẽ lấy ra cái đối tượng dùng hàm question.object.get lấy ra cái đối tượng đó và nhét vào cái biến quy này và gửi cái biến quy ra template template. Ở trong cái template thì chúng ta sẽ dùng một vòng for duyệt trong cái choice all này. Thì mình cũng đã với demo cho các bạn xem là tại sao lại chúng ta có cái choice all này đúng không? Bởi vì là từ cái câu hỏi từ cái question đấy chúng ta có thể liên kết được với cái câu trả lời này và lấy được ra tất cả các câu trả lời mà thuộc cái câu hỏi này. Đấy là cái mối quan hệ giữa các cái mô đồ chính là cái khóa khóa đây này, nó giúp chúng ta làm được cái điều đó. Được chưa? Và các bạn render ra bình thường, in ra bình thường thôi. Và các bạn in ra ở dưới dạng như thế này. Giống như này để mà các bạn có thể chọn vào để gửi lên để vote. Ở đây thì mình nghĩ là các bạn nên in ra được một cái tên câu hỏi nữa, mình sẽ làm thêm một chút nữa ở đây. Ở detail question này này. Mình sẽ thêm vào đây một cái thẻ H1 này. Ở đây in ra question text thôi. Quest chính là cái question đấy. Chấm question text lưu lại. Đó, bạn thích màu gì đúng không? Đây là cái menu đúng không? Thực ra cái menu này mình sẽ chỉnh cho nó đẹp một chút. Mình sẽ cho nó tất cả các cái URL ở à không. Cái menu thôi. Menu chỉnh đẹp thôi. Chỉnh đẹp cho nó thì mình sẽ cho nó cái menu này cái background color màu 333. Color màu 234 đi, từ color là màu FFF. Thằng FFF màu trắng. Được chưa? Và mình cho tất cả cái LI nó float left lên menu ULLI float left để cho nó trôi dạt về bên trái được chưa? Padding padding 6px 7px trên dưới trái phải được chưa? Padding. Và mình cho nó thế thôi. Nó chưa hiển thị được bởi vì là mình chưa clear float. Menu 2 chấm after clear sau đó là display table content rỗng chấm phẩy. Rồi có vẻ là nó ok hơn một chút. Cần thiết thì mình cho nó cái này hover vào để cho nó giống một cái website nhá. Nhân tiện mình làm thì mình sẽ làm luôn cho nó đẹp. A chấm hover mình cho nó cái background color thành màu màu gì ta, màu CCC đi và color thì thành màu 000 đi xem nó thế nào. Nó có một cái dấu chấm ở đây và mình sẽ xóa cái dấu chấm đây thì chính là cái thuộc tính của CSS thôi. Là menu UN này của cái UL ấy nó có một cái thuộc tính gọi là list style UN này. List style style lăn. Không hiểu sao cái thằng PCharm này nó không hỗ trợ gõ CSS. Của chuối thật. Nó lại thì các bạn thấy chưa, nó mất cái dấu chấm ấy này. Đó, bây giờ bạn thích màu gì? Đỏ xanh đúng không? Ở cái video sau này mình sẽ hướng dẫn bạn làm tấm đỏ này gửi lên trên server. Đó, thì cộng đỏ thêm một điểm, xanh bấm vào gửi lên, cộng đỏ xanh lên một điểm. Kiểu như vậy.
Được chưa? Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong cái phần sau, đó là khi mà mình hiển thị cái nít ra như thế này này. Đó, ở đây nó sẽ là một cái thẻ A, bấm vào nó chuyển trang sang cái trang kia. Ok, cảm ơn các bạn.